Yo, xin chào tất cả các bạn. Ở trên tay của tôi đang là Xiaomi 14 và Google Pixel 8. Và tôi đố các bạn biết đâu là máy nào đấy, hình ảnh và âm thanh của máy nào đấy. Đố các bạn biết luôn. Làm sao mà các bạn biết được? Bởi vì năm nay Xiaomi họ đã nâng cấp khả năng quay 4K đến tận 60fps ở trên camera trước rồi các bạn ạ. Ui, điểm 10 của chất lượng luôn. Quay vlog sướng dã man. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh chi tiết camera giữa Xiaomi 14 và Google Pixel 8 để xem liệu các thương hiệu đến từ Trung Quốc có ăn được các thương hiệu đến từ Mỹ không nhá. Cuối video tôi sẽ tiết lộ xem bên nào là Xiaomi 14 và bên nào là Google Pixel 8 nhá. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên là trong điều kiện đầy đủ sáng thì ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy rất rõ sự khác nhau rõ rệt trong cách xử lý hình ảnh của Xiaomi và Google. Với ảnh của Xiaomi thì nó sẽ có thiên hướng đẩy sáng và màu sắc rực rỡ hơn hẳn. Điển hình là nền trời xanh hơn này, tường vàng hơn hay lá cây cũng sẽ tươi hơn. Trong khi đó thì ảnh của Google lại có thiên hướng màu chân thật và độ sắc nét cũng tốt hơn. Ví dụ như tấm này, áo của bạn nữ khi zoom lên, các bạn sẽ thấy là độ chi tiết tốt hơn hẳn. Thêm nữa, khả năng cân bằng sáng của Pixel 8 cũng làm tốt hơn. Vì không bị đẩy sáng nhiều nên các vùng sáng và tối của ảnh thể hiện có chiều sâu hơn rất nhiều. Nhưng nó không thể nào sâu bằng giá của Pixel 8 tại DigiPhone chỉ trên dưới 10 triệu. Cụ thể là 23.990.000 đầy đủ 4 màu cho các bạn tha hồ mà lựa chọn. Kèm với đó là hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn chỉ dành riêng cho người có tiền. Anh em nhanh tay lên trước khi họ đổi giá và editor sẽ bắt tôi thu lại đoạn này. Thực tế thì cái này sẽ tùy thuộc vào gu cảm nhận của mỗi người và tùy theo hoàn cảnh chụp. Ví dụ như cũng là tấm này thì Google cho một cái cảm giác cũ kỹ hơn giống như là mấy bộ phim kinh dị. Còn Xiaomi thì lại mang đến sự tươi tắn dễ chịu hơn khi nhìn. Hay khi chụp người thì tôi cũng thích cái màu sắc và cách xử lý da người của Xiaomi hơn. Ví dụ như cái tấm mà tôi chụp chị Peizo thì màu cam đặc trưng của con robot Xiaomi đến nước da người đều có phần sáng sủa hơn, dù vẫn hơi bị ngả vàng một tí. Còn bên Google Pixel thì nó cứ kiểu bị tối tối, gai gai, khá là khó chịu. Tóm lại, nếu như các bạn muốn có một hình ảnh chụp phải đăng lên mạng xã hội luôn thì Xiaomi 14 sẽ rất ngon khi cân bằng tất cả mọi thứ, không cần chỉnh sửa gì cả. Còn Google Pixel sẽ mang đến độ chi tiết cao hơn, phù hợp cho các bạn thiết hậu kỳ chỉnh sửa các thứ. Đối với ảnh chụp chân dung thì Pixel 8 xử lý xóa phông khá tệ. Những chi tiết nhỏ ví dụ như là tóc này hay đơn giản như là ngón tay của bạn này thôi cũng bị lẹm khá là khó chịu. Xiaomi 14 thì có phần nhẹ nhàng hơn, tóc cộng nào mà khó lên nét quá thì xóa phông mẹ luôn, đỡ vướng víu. Tôi cũng thích cái hiệu ứng xóa phông background của Xiaomi 14 hơn, trông nó nhẹ cả vườn. Còn nước da ở trên Xiaomi 14 thì nó hơi giả trên một tí, nhưng mà thôi không sao, đẹp là được. Bây giờ chuyển qua các ống kính khác thì tôi sẽ nói sơ qua về thông số trước nha. Cả Pixel 8 và Xiaomi 14 sẽ có camera chính là 50MP, khá là giống nhau. Còn lại thì Xiaomi sẽ có lợi thế hơn khi mà hai camera còn lại là góc siêu rộng và tele đều là 50MP. Ngược lại thì Pixel 8 lại chỉ có thêm một camera góc siêu rộng 12MP mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao mà khi chụp bằng camera góc siêu rộng, độ chi tiết của Pixel 8 khó mà bằng được Xiaomi 14. Khi zoom lên các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều này. Còn về màu sắc thì khá tương tự như là camera chính, khi mà Xiaomi 14 sẽ bị ngả vàng ấm, còn Pixel 8 thì sẽ ngả tông màu xanh khá là lạnh lẽo. Khi chụp ngược sáng thì Pixel sẽ cố gắng cứu cái vùng tối nên cảm giác sẽ hơi bệt một tí, còn Mi 14 thì kệ mẹ nó luôn, cho nó tối hẳn. Cần phải lưu ý với các bạn luôn là camera góc siêu rộng của Pixel 8 là 0.5x, còn Xiaomi 14 là 0.6x, nên hình ảnh mà các bạn thấy nó bị lệch nhau là điều đương nhiên. Còn về khả năng zoom thì thôi, Pixel làm tôi bực mình vờ lờ vì nó không có cái tùy chọn zoom mà các bạn chỉ có cái thân trượt mà thôi. Thành ra mỗi lần mà tôi muốn zoom ấy đều phải kéo bằng tay sao cho bằng với cả Xiaomi 14, khá là lằng nhằng trong cái vấn đề này. Về cơ bản thì khi zoom 2x, cả hai chiếc điện thoại này đều giống như là 1x crop, nên từ màu sắc cho đến chất lượng hình ảnh là tương đương lẫn nhau. Nhưng khi mà các bạn để lên 3x hay là 8x max pin của Pixel thì mọi thứ sẽ khác bọt hoàn toàn. Không nói về màu sắc nữa nha, mà độ chi tiết thì rõ ràng là Xiaomi 14 sẽ bẻ cổ Pixel 8 luôn. Pixel 8 sẽ cố gắng lấy nét bằng phần mềm nên cảm giác nó rất là gai mắt và khó chịu. Còn Xiaomi 14 nó sẽ đẹp và sắc nét giống như là gái 18, kể cả khi mà các bạn zoom lên 8x. Khả năng quay phim ở camera sau cả hai chiếc máy này đều ngon. Google cho hình ảnh clean hơn, đặc biệt là hạn chế được flare của ánh mặt trời chiếu vào. Nhưng Xiaomi lại cho khung hình mượt mà cũng như là khả năng chống rung tốt hơn. Chuyển sang camera trước thì như các bạn đã xem ở đầu video, máy bên trái chính là Xiaomi 14, còn bên phải chính là Google Pixel 8. Và má ơi, nó khác nhau một trời một vực luôn. Ở bên Xiaomi 14 ấy, thì da mặt của tôi hồng hào, tươi tắn bao nhiêu thì qua Google Pixel 8 nó trông không khác gì sạc sống luôn các bạn ạ.
Với việc mà Xiaomi 14 đã cho phép khả năng quay 4K rồi thì thôi, anh em chốt luôn Xiaomi 14 cho nó lành. Khả năng thu âm của Xiaomi 14 năm nay cũng rất là ấn tượng nha. Khi mà nghe lại âm thanh thì Xiaomi 14 ấm hơn và rõ ràng chứ không hề bị rè nữa. Quá ngon luôn. Và tất nhiên khi mà các bạn chụp hình bằng camera trước cũng vậy. Vì không phải là người hay selfie nên tôi có rủ cả chị Pedro chụp cùng. Xiaomi 14 sẽ tập trung nét cho chủ thể, còn background sẽ xử lý kém hơn so với Pixel 8 và màu sắc cũng sẽ tươi tắn hơn. Chuyển các điều kiện thiếu sáng thì khi chụp đêm, Xiaomi 14 làm tôi rất ngạc nhiên bởi vì chất lượng hình ảnh của nó không thua kém gì so với cả Google Pixel 8, vốn là một trong số những chiếc máy xưa nay được mệnh danh là chụp đêm như ban ngày. Trong nhiều trường hợp thì Xiaomi 14 thậm chí còn xử lý ánh sáng tốt hơn, độ chi tiết cao hơn và đặc biệt là không bị noise rõ rệt giống như là Pixel 8. Khi chuyển sang chế độ chụp đêm ở từng máy thay vì để chế độ mặc định thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn sự khác biệt. Lúc này thì cái thuật toán Google sẽ làm việc nhiều hơn nên hình ảnh sẽ sáng hơn hẳn. Tuy nhiên nó lại mang một cái cảm giác hơi giả chân. Còn chế độ chụp đêm ở Xiaomi thì sẽ mang lại một cái độ chi tiết cũng như là màu sắc đúng với mắt người bình thường nhìn hơn. Còn khi mà các bạn quay video trong ban đêm thì thôi, Google Pixel 8 cứ phải gọi là ơ động đất à khi mà khung hình bị rung lắc và bị xé liên tục. Còn Xiaomi 14 thì cũng có giật khung hình vì thiếu ánh sáng, nhưng ở mức chấp nhận được chứ không quá tệ. Tóm lại thì năm nay Xiaomi 14 làm tôi cực kỳ ngạc nhiên bởi vì nó không chỉ được trang bị một hệ thống camera phần cứng rất xịn sò ở bên trong, mà thuật toán của Xiaomi 14 năm nay cũng đã cho ra những cái hình ảnh cực kỳ đẹp. Và nó đẹp đến cái mức mà các bạn chụp ở bất kỳ tiêu cự nào, chụp ở bất kỳ điều kiện ánh sáng nào, dù là thiếu sáng hay là đủ sáng, đều rất là ok và ổn áp. Bên cạnh đó thì năm nay Xiaomi 14 cũng đã giải quyết được một vấn đề rất lớn tồn đọng ở những cái dòng flagship trên Xiaomi từ xưa đến nay, đó chính là khả năng quay video. Năm nay thì video được quay bằng Xiaomi 14 đã có một chất lượng hình ảnh đẹp hơn rất nhiều, độ chi tiết cao và đặc biệt hơn nữa là khả năng thu âm đã được cải thiện rất rất nhiều các bạn ạ. Theo cá nhân tôi nghĩ thì điều này có thể nằm ở cái việc mà Xiaomi 14 đã bố trí lại cái cụm micro thay vì để lên phía đỉnh đầu giống như là Xiaomi 13 thì năm nay họ đã chuyển sang ngay bên dưới phần camera luôn. Và đặc biệt hơn nữa là camera trước cũng đã hỗ trợ quay 4K rồi các bạn ạ. Uầy, tôi đã chờ cái điều này rất lâu rồi, cuối cùng Xiaomi họ cũng đã làm. Còn đối với Google Pixel 8 thì năm nay nó cũng cho lại một cái hình ảnh với độ chi tiết cao, màu sắc rất là chân thật, giống với mắt bình thường chúng ta nhìn. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp khi mà các bạn chụp, chính cái việc màu sắc quá chân thật đấy khiến cho cái nước ảnh có phần tối và lạnh lẽo hơn khá là nhiều, không phù hợp cho những ai có thói quen chụp xong đăng lên mạng xã hội giống như tôi, mà sẽ phù hợp cho những bạn thiết hậu kỳ đằng sau. Bởi vì cái Google Photo năm nay ở trên Pixel 8 Pro sẽ hỗ trợ rất nhiều tính năng chỉnh sửa ở bên trong, các bạn có thể khám phá thử. Vậy thì còn ý kiến của các bạn về chất lượng hình ảnh giữa Xiaomi 14 và Google Pixel 8 là gì? Các bạn có thể để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để cho tôi biết nhé. Liệu là các bạn thích những cái can thiệp của Xiaomi cho ra những hình ảnh màu sắc tươi tắn hơn, hay là các bạn thích cái sự chân thật trong nước ảnh ở trên Google Pixel 8? Đừng quên để lại ngay dưới phần bình luận. Và cũng đừng quên để lại cho tôi một like, share, subscribe channel để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tôi sẽ ra trong tương lai. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.